sơn bách mã hỏi thăm đền Chúa Nguyệt Ly nơi nào. Hỏi thăm gã kép đi vào đền thờ Chúa Bói, vườn đào động tiên đứng đôi bên lân dân phượng múa chắp hai hàng. Châu chúa sơn trang cánh khuya tiếng suối dịu dàng ý à. Mảnh buông trên cây cao đàn chim bay nhảy dưới chân đèo, suối chảy khúc hành vẫn nghe như gió dục mây vần ý à. Tân ngần dù hoa khách đường xa khẩu đầu bái yết hỏi khách rằng ai biết ai hay sơn lâm rừng vắng chốn này à. Rừng vắng chốn này đã hay hiện ứng từ ngày tiền lễ. Sớm sơn khê có nhà thế kiệt ứng mộc thần, mãn nguyệt hoa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài à. Nói lời tiên tri song thân những nhiều khi sầu khó ngậm xưa nay. Tiên có mấy ai chắc rằng tiên nữ trang đài vì duyên hay nợ xuống nơi hồng trần. Quả như lời song thân than khóc chúa gặp thầy, quỳ cốc tiên sinh thương người hiếu thảo tính tình bao nhiêu phép lạ liên hành thân truyền cho ai. Trải 10 năm căn cơ thụ giáo khi xuân về, đắc đạo tiên gia phép tiền linh ứng thay là bói ra khắp hết cửa nhà cát hùng à. Hết cửa nhà cát hung, điềm lành giữ trí trong quỳ điệp, phép linh tiên điểm yết quỳ lang chạp xanh đà bóng trời ban khi ai. Cháp xanh đà bồng trời ban, tiên đài xéo khỏe bắc nam hải hùng, đất bố hà lẫy lừng từ đấy danh tiếng đồn, đã dậy kinh đô sắc phong đệ nhị nguyệt hồ. Chi 10 phương chúa bà về đồng tiến 1 tuần hương à, ôi à. Điều áo thắm dịu dàng bước xa, cô nàng cả rừng bông rừng hoa, cô đôi tươi tốt nàng ba ưa nhìn, cô nàng tư dạo cánh hồ tiên ôi à. Một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà, lên đi ngàn lên ngàn lắm quả nhiều hoa ơi à. Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa, chúa vào dạo hót vào ra sớm chiều, chiếc thổ mây nặng chiếu lưng đeo ơi à. Hài hoa dạo hót lên non, trên ngàn chim hót véo von, xuôi sầu cá lội tung tăng, đồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa, hương thanh đồng loan giá về đời nhi, trên ngàn gió cuốn rung cây, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca, cất cao tiếng hát. anh à, hải sáo non chiêng quạt trầm phe phẩy thức tiên dáng trần tốt tươi mọi vẻ anh tân ý à. Vẻ thanh tân à, chỉ sông cạn chỉ trần an về đồng điểm phấn tô trang ý à. Điểm phấn tô trang à, tay cầm đàn tính liễu lá liễu lường phán ra tiếng thổ tiếng mường ý à. Trần gian ai biết chúa người bói then dù ai mắc phải tiền duyên ý à. Dù ai mắc phải tiền duyên bói ra quẻ tốt ứng liền duyên ngay truyền cho sắm lễ trọn ngày ơi à. Truyền cho sắm lễ trọn ngày bắc cầu ô thước duyên vầy phượng loan dù ai thân thể bất an ơi à. Xe loan thánh giá hồi cung